Rồi ok, xin chào các bác và anh em nhá. Rất là tuyệt vời khi mà anh em chúng em vừa mới setup xong một bộ dàn có tổng trị giá lên đến là 106.500.000 đồng. Và cái bộ dàn này thì anh em chúng em ngày hôm nay bỏ ra để setup và sẽ lên đường xuống dưới nhà của anh Minh ở dưới Bắc Giang để lắp đặt cho anh bộ dàn có thể nói rất là VIP từ trước đến nay của anh em Hoàng Long Âm Thanh Số. Và bộ dàn này thì anh em chúng em đang ghép cho anh Minh và bao gồm một đôi loa SH 1800. Đây là đôi loa SH 1800 này. Đấy. Kết hợp với đó là một đôi loa G1000 Plus và bổ sung và bộ dàn này thì anh em cho em có ghép cho anh đó là thêm hai chiếc loa siêu trầm để ở hai góc nhà, đó là dòng loa siêu trầm W560 Plus và các thiết bị đẩy rời vang rời ở trong cái bộ dàn này thì nó cũng rất là đặc biệt. Với đôi loa SH 1800 thì anh em cho em ghép cho anh đó là một chiếc đẩy GX 1000 có công suất cực đại đó là 1000W và chiếc đẩy GX 600 thì nó có công suất cực đại là 600 thì nó sẽ đánh vào đôi loa G1000 Plus. Đấy, đôi loa nhỏ hơn thì sẽ đánh cái cục đẩy công suất nhỏ hơn, còn đôi loa to thì chúng ta sẽ cho vào cái cục đẩy công suất lớn để nó đánh nó sẽ thoải mái và cái chất âm nó ra nó cũng sẽ được hay hơn và nó ra được hết chất của cái đôi loa. Và không thể thiếu đó là một chiếc vang, đây chiếc vang số 8D với một chiếc lưng tiếng để tăng cái giải bass, giải trung, giải tép lên và cuối cùng là một cặp mic không dây M9+, một cặp mic có thể nói là VIP nhất cái thời điểm hiện tại của bên Hoàng Long Âm Thanh Số. Và tổng cái bộ sàn ngày hôm nay anh em cho em ghép cho anh Minh ở Bắc Giang đó là 106.500.000 đồng. Đấy, một bộ dàn rất là VIP. Đấy, chưa kể đấy là một chiếc kệ này là kệ gỗ sồi đỏ nha các bác. Cái kệ này có mức giá nó cũng khá là đắt, với một chiếc kệ nhìn rất là đơn giản nhẹ thôi nhưng mà có mức giá nó cũng khá là đắt nha các bác. Đấy. Và bây giờ thì em sẽ mời các bác và anh em chúng ta thưởng thức cái chất âm đến từ cái bộ dàn VIP 106.500.000 đồng nó sẽ như thế nào nhá. Bơ vơ trên cát nhìn em đang ngây thơ xõa tóc hững hờ, ngày lại ngày tôi hay xa đó tìm kiếm chỉ có mỗi riêng người. Những dốc đá em hay đi qua thì tôi đây đi ra chờ sẵn lông rồi, bóng sáng đó tôi hay theo sau, chiều nay sao bóng bỏ đi rồi. Giờ một mình lang thang trên cát, lòng tôi như đang nghe tiếng khóc âm thầm. Dòng tình này như bao cơn sóng, ngày tháng sau nên không bên bờ. Những phen đã trăm năm yêu ai, chờ ai cho hôm nay trời đất hao mòn. Đến những dấu chân hôm nào em đi, chiều nay dấu đã phai rồi. Cho tôi xin cơn sóng chỉ sâu bờ, đừng quay ra khơi cho tình phai bờ vờ. Cho tôi xin cơn gió hãy du hơi, đại dương trong tim tôi đừng khóc. Cho tôi xin em vẫn đứng bên đời, để cho con tim tôi còn mãi chơi vời. Cho tôi xin em tắt gió trong chiều, biển xanh muôn đời đẹp mãi. chiều đây còn mưa sáng không lại, nhớ mãi trong cơn đau vùi. Làm sao có nhau hoàn lên nỗi đau, bước chân em xin về mau. Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động, làm sao em nhớ những vết chân gì. Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng, vừa rồi thì các bác và anh em chúng ta đã được thưởng thức rất là nhiều những cái cung bậc của những cái bản nhạc khác nhau rồi, thì các bác và anh em chúng ta có cảm xúc như nào khi mà chúng ta đã được thưởng thức cái chất âm một bộ dàn karaoke lên đến là 106.500.000. thì các bác anh em có ý kiến nào có thể để lại ý kiến xuống dưới phần bình luận, hoặc là đang cần tìm mua cho gia đình nhà mình những bộ dàn karaoke VIP để trong không gian gia đình nhà mình nó phải đẹp, nó phải hay, thì cũng có thể liên hệ trực tiếp với bên em qua hai số hotline trong màn hình, hoặc để lại số điện thoại bên em sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bác nhé. Và bây giờ thì anh em sẽ đóng gói bộ dàn này để sáng mai lên đường xuống dưới nhà của anh Minh lắp đặt cho anh.